giới vậy? Chị vừa mập vừa xấu mà cũng đòi đi hội hả? Lựa cà phê, đen ra đen, xanh ra xanh, rồi hãy đi hội nha con. Xanh ơi là xanh. Ai gọi xanh? Có xanh đây. Đã có cà phê xanh kháng mỡ 3 trong 1, chlorogenic acid trong hạt cà phê xanh, làm tăng khả năng tiêu thụ chất béo, giảm mỡ thừa. Lấy lại dòng eo thon thả, dáng xinh, tự tin trễ hội. Có cà phê xanh, sợ gì không có hoàng tử. Cà phê xanh kháng mỡ 3 trong 1. Lại một tuần nữa trôi qua, Mai Thu Huyền rất vui khi có cơ hội gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Đẹp Không Giới Hạn do công ty Pincom Media sản xuất. Xét nghiệm DNA là một khái niệm mà không còn xa lạ với mọi người nữa. Tuy nhiên, xét nghiệm DNA được ứng dụng trong việc chăm sóc, phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe thì còn là một khái niệm khá là mới mẻ ở thị trường Việt Nam. Chính vì vậy, ngày hôm nay, ekip thực hiện chương trình Đẹp Không Giới Hạn muốn mời đến đây những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này để sẽ cùng chúng ta giải đáp những thắc mắc. Và bây giờ, Mai Thu Huyền xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ họ nhé. Duyên nhân Valencia Trần, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ toàn diện quốc tế International Holistic Aesthetic Company Limited, tổng giám đốc của chuỗi thẩm mỹ viện Tia Beauty Wellness Show, từng đạt được các giải thưởng Asia First Brand Awards 2019, Global Clinic Rating, Asia Pacific Outstanding Brand, Elle Vietnam Beauty Award, vinh danh top 50 nữ lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương do diễn đàn nữ lãnh đạo quốc tế Dublin bình chọn, giám khảo lừng danh của chương trình Next Top Model Adam Williams. Bác sĩ Alex Walker tốt nghiệp xuất sắc tại trường đại học E Odessa, chuyên khoa da liễu, là bác sĩ chuyên môn tại công ty thẩm mỹ toàn diện quốc tế và là trưởng bác sĩ của chuỗi thẩm mỹ viện Tia Beauty Wellness Show, đã có rất nhiều năm làm việc và nghiên cứu tại Việt Nam. Bác sĩ sức khỏe toàn diện Karen Nguyễn, tốt nghiệp xuất sắc tại trường Đại học Ondomoro, chuyên khoa y học thẩm mỹ, hiện đang là giảng viên tại Đại học Ondomoro và cũng là bác sĩ chuyên môn tại công ty thẩm mỹ toàn diện quốc tế cùng với chuỗi thẩm mỹ viện Tia Beauty Wellness Show. Nói về xét nghiệm DNA thì từ rất lâu rồi mọi người đã quen thuộc với cái việc là đa phần là xét nghiệm về huyết thống. Nhờ cái việc mà Tia Clinic đã tham gia trong cái hội chợ ASEAN Utopia Expo vừa rồi và Mai Thu Huyền có dịp trao đổi và trò chuyện với chị Valencia thì mới biết là có một cái công nghệ giải mã gen mới cụ thể xét nghiệm DNA thì là như thế nào ạ? Tất cả chúng ta là đều có mang một cái bộ gen mà tất cả mọi người, cả tỷ người trên thế giới mà gen của ai là không hề không giống nhau tí nào. Mỗi một người mà mang một cái mã gen khác nhau, có thể mình được di truyền từ đời ông, đời bố, đời mẹ, nhưng nó cũng là thay đổi chứ nó không phải là nguyên bản, nguyên si. Bởi vậy Mai Thu Huyền thấy ai giống không ai giống ai hết. Sinh đôi cũng không giống nhau. Đúng rồi. Thì mọi người đã biết hồi trước tới giờ mọi người dùng gen, test gen là xét tội phạm hoặc là tìm bố mẹ. Nhưng bây giờ là khoa học, người ta rất tiến bộ. Mình phải hiểu được con người của mình, nguyên gốc, nguyên bản của mình từ cái thể vi tế. Đó thì bắt đầu mình hiểu được cơ chế của mình. Mình sẽ biết cách mình áp dụng thành lối sống, mình áp dụng những cái chế độ ăn uống để làm thế nào. Thí dụ cơ thể mình nó không có chấp nhận hoặc nó không có tiêu hóa được những cái loại thực phẩm gì đó thì mình tránh đi, mình không ăn được vì cơ thể mình không chuyển hóa. Khi mình hiểu được mình đang thiếu cái gì, cơ thể mình khi nó phản ứng mà mình mệt mỏi, đó là do nó thiếu dưỡng chất, những cái khoáng chất hoặc là vitamin để mà nó chất, mà nó trao đổi chất trong cơ thể mình. Thường nhưng mà nói đến giải mã gen thì mọi người nghĩ sẽ rất là khó khăn để làm và cũng không biết là cách tiếp cận để làm ở đâu và làm như thế nào. Ví dụ như thông thường mọi người thường biết trước đây là đó là xét nghiệm máu, hay là ví dụ như ADN thì mọi người lấy cái tóc, tức là em hình nghe thôi nhưng mình cũng chưa mường tượng ra được là cụ thể cái phương pháp nó như thế nào. Thì em muốn nhân đây thì cũng muốn hỏi là ở tại Tia Clinic thì cái phương pháp mà xét nghiệm DNA của mình cụ thể được thực hiện như thế nào? Thì cái phương pháp này nó tân tiến hơn các phương pháp khác. Thay vì phải lấy bằng máu, tóc, móng thì đau bệnh nhân, nhưng lấy bằng nước bọt thì rất là đơn giản. Trong mỗi cái bộ như thế này, chúng ta có một cái bảng hướng dẫn quy trình để lấy.
Nếu chúng ta đến Tear Clinic thì sẽ có y tá và bác sĩ hướng dẫn. Còn ở nhà cũng rất là đơn giản, có một cái bộ quy trình bằng tiếng Việt. Bước đầu tiên chúng ta sẽ mở cái nắp này ra. Thì trong đây sẽ có một cái tăm bông, cũng giống như một cái tăm bông rái tai bình thường. Thì chúng ta có thể để sâu vào miệng, ví dụ như thế này. Ngậm khoảng 10 phút, chúng ta sẽ quẹt một cái số nước bọt ở gần chân răng. Sau đó chúng ta đậy lại và để vào hộp. Thì tất nhiên y tá hoặc người nhà của bệnh nhân sẽ tự ghi tên mình trên đây và gửi về phòng lab. Hiện tại chúng ta phải gửi qua châu Âu, do đó cái quy trình này phải cần 14 ngày, 2 tuần để gửi về lại đây cái kết quả. Khi mà chúng ta gửi qua phòng lab ở châu Âu thì cụ thể là lúc đó thì họ sẽ xét nghiệm như thế nào và có bao nhiêu cái loại DNA được xét nghiệm? Sau khi mình test cái này, mình sẽ gửi qua phòng lab ở bên châu Âu, test ra được những kết quả cho 29 cái loại. Ví dụ như là vitamin A, B, C, D, E, rồi khoáng chất như thế nào, rồi tim mạch mình ra sao, cũng như là các cái gen của mình. Thì nó phân tích đầy đủ như vậy hết. Nó giải mã kể cả cái nguyên lý mỗi người hoạt động như thế nào, nó một cách khác nhau như vậy. Thời điểm mà mình lấy nước bọt đó thì nó có phụ thuộc vào là thời điểm nào không ạ? Cái genetic là cái nằm phía sâu bên trong, cho nên không cần phải lấy lúc nhịn đói ngày kia. Cái xét nghiệm này rất đơn giản nhưng rất hiệu quả. Thì có thể tránh được hơn 2,5 triệu người trên thế giới đều phải đa số là cấp cứu về dị ứng thức ăn và thuốc. Và hàng năm hơn 200.000 người chết. Nhà em là hay bị dị ứng lắm. Nhất là con của em là nhiều khi đi học á chị, sao không hiểu sao về tự nhiên thấy cái môi sưng múi cả lên. Nhưng mà em không thể nào bằng cách nào mà em biết được là con em ăn phải cái gì. Tôi cũng không biết là để tránh. Thế nhưng mà em cũng lại băn khoăn là cái lứa tuổi nào mình bắt đầu có thể xét nghiệm DNA được. Trẻ sơ sinh nhiều khi nó cũng bị phản ứng lại. Hoặc là seafood, nhiều người á ăn vô là không thở không được. Không thở được luôn. Đấy, thì nhiều khi em bé mà mình test sớm như vậy để mình tránh cái thức ăn đó thì nó phòng ngừa những cái cơn mình đặt đột tử mà mình không biết nguyên nhân bị đâu. Nguyên nhân vì sao đúng. Đấy. Gen sẽ luôn thay đổi nhưng có một số gen sẽ không bao giờ thay đổi và mình sẽ mang theo suốt cuộc đời. Chính vì vậy khi chúng ta xét nghiệm cái bộ này ra, chúng ta phải hiểu rằng suốt cuộc đời những cái gen này sẽ không thay đổi và chúng ta phải ngừa. Ví dụ như nếu người đó đã dị ứng với gluten thì sẽ không bao giờ ăn tinh bột có gluten. Cho nên chúng ta sẽ thay đổi lối sống để cho cái gen nó tốt hơn. Lý do tại sao mà chị Valencia Trần lại quyết định đưa cái dịch vụ này về với Tear Clinic? Mình biết đến nó là vì bản thân mình cũng trải qua những cái quá trình là cơ thể suy giảm khủng khiếp. Hoặc là mình cứ chưng phình cái người ra, mình lên ký mà không biết lý do. Mặc dù không ăn, mất ngủ, tăng cân, rụng tóc, đau nhức xương khớp. Cái chuyện đó hình như là hầu như mọi người đều phải đối mặt. Nó âm thầm mà nó là dễ sợ lắm. Nó làm ảnh hưởng chất lượng cuộc sống mình rất nhiều. Cái gì mới ra mình hay tìm tòi. Vì mình là trong ngành là làm đẹp, cũng như là mình thích khỏe, là phải khỏe từ trong ra ngoài đó. Thì sau khi rạp chụp bạch những cái này mình là chụp bạch trước. Chụp bạch hết. Cái gì mình thấy và mình biết là mình làm chuyên gia là hàng đầu thôi. Thì mình là thấy nó là quá là hiệu quả, quá là tốt trong cái việc mà chăm sóc cũng như là điều trị và ngăn ngừa lão hóa. Thì mình mới đưa về để mà mình đưa vào cái dịch vụ để đưa tới khách hàng. Khi mà chị làm xét nghiệm xong thì chị đã nhận được một cái kết quả như thế nào ạ? Ui, cái kết quả đó nó thành là một cái quyển sách giống như là lịch sử, tiểu sử của mình. Chi tiết luôn đó, mình ăn gì được, mình uống gì được. Thí dụ như mình uống sữa là không được, không có gen tiêu hóa sữa, không có gen đốt mỡ, rồi gen lão hóa nhanh. Trời ơi, mấy cái gen đó. Bởi vì tại sao mà mình hay bị uống sữa vô người mình cứ trương phình lên. Mà mình thì rất thích uống cà phê sữa. Đó, cho nên bây giờ biết được không uống, tự nhiên cái người mình nó không có bị rất là hay. Mình thiếu cái loại gì, vitamin gì, lập tức bổ sung ngay.
Có lẽ là Mai Thu Huyền cũng như giống như khán giả mà theo dõi từ đầu chương trình đến giờ thì thấy được rất nhiều những cái lợi ích của việc xét nghiệm DNA. Nhưng mà có một cái điều tò mò là bởi vì thấy là cái xét nghiệm này lại còn được gửi qua tận châu Âu, rồi 2 tuần sau thì mới có kết quả. Thì không biết cái chi phí mà để có thể thực hiện thì nó như thế nào ạ? Mọi người hay đi qua Thái, qua Hàn Quốc hoặc qua Nhật để làm những cái bộ xét nghiệm này, thì ngày nay mình đã đưa về tới Việt Nam rồi và giá thành nó hạ xuống để mọi người có thể sử dụng. Lúc trước mà qua Thái Lan một bộ test này có phải vài chục triệu tới cả 100 triệu, thì bây giờ mình test mà mình dịch ra tiếng Việt luôn và mình có một cái cuốn cẩm nang để gửi mọi người về làm gối đầu giường để hiểu con người của mình hết, thì nó khoảng tầm là khoảng 400 đô. Ví dụ như Valencia sau khi cân bằng và hiểu được, bây giờ đo tuổi sinh học luôn nè. Bây giờ là bao nhiêu? Còn có 26 rồi. Ôi giời ơi. mà mọi người lúc đầu mà khi mà chưa có những cái phương pháp thì là bao nhiêu tuổi chị? Trời ơi, 60. 60 tuổi. Bởi vì gen của mình là gen lão hóa nhanh mà. Từ 60 tuổi mà có thể trở lại thành 26 tuổi. Đúng, đúng rồi. Trời ơi. Sung sướng. Sung sướng không? Bây giờ mai mốt bò là không biết bao nhiêu tuổi. Mai mốt mình sẽ không đưa cái tuổi trong ID nữa mà mình sẽ có cái bảng tuổi sinh học. Đây, tôi bao nhiêu đó tuổi. Đây là một cái phương pháp để giúp cho chúng ta biết thể trạng của chúng ta như nào. Đúng rồi. Nhưng mà để cải thiện cái thể trạng đó thì nó phải có những phương pháp đúng không ạ? Với lại có một cái mà rất quan trọng nữa là cái liệu pháp này nó có thể giúp được là con người mình thoát khỏi 3 cái căn bệnh hiểm nghèo, đó là ung thư, đột quỵ và tiểu đường. Khi mình lọc ra hết cholesterol, đường và phát mỡ rồi này kia đó, thì mình sẽ tránh được cái nguy cơ của 3 căn bệnh đấy. Còn nữa nha, những cái người phụ nữ sau sinh đó, hoặc là những cái người mà bị thiếu hụt hormone đó, là bị trầm cảm nha. Và bị cái vấn đề về tâm lý, nghĩa là mình gặp ai mình cũng quạo, không phải là do vấn đề là bị tác động bên ngoài đâu nha, mà nó là trong. Từ bên trong đó cái nội tiết thay đổi nội tiết đấy. Mà bây giờ rất nhiều người bị, kể cả thanh thiếu niên nó lớn lên một mà nó bị tăng cái hormone quá, nó cũng bị. Đó là tại sao tuổi mà thanh thiếu niên nó khó dậy, nó khó chịu. Nó cũng bị tác động đó. Hồi xưa giờ người ta chỉ nghĩ vấn đề cân bằng hormone hay làm những cái test này là một cái thứ xa xỉ, người ta không quan tâm. Nhưng bây giờ nó khác, nó đây là một phần rất tất yếu của cuộc sống cho bản thân cá nhân và cho xã hội. Có lẽ việc đầu tiên mà Mai Thu Huyền sẽ làm sau khi chương trình này kết thúc đó là phải đi đến Thea Clinic làm ngay cái xét nghiệm này. Có luôn nghe, tại đây lấy luôn tại chỗ. Lấy luôn tại chỗ là vì mình là một cái người phụ nữ mà của gia đình, nhưng mình cũng rất là muốn, em cũng giống giờ là giống như là chị, em muốn là cũng phải làm chụp bạch trước để mình thấy là kết quả của mình rất là tốt, thì mình sẽ làm cho tất cả những người thân trong gia đình của mình. Mai Thu Huyền nghĩ nếu như ai có điều kiện và ai đã biết đến những cái thông tin này thì chúng ta cũng rất nên lưu tâm và có thể là sử dụng cho mình cũng như là những người thân trong gia đình của mình, vì không có gì tốt hơn là phòng bệnh hơn chữa bệnh ạ. Trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo thì Mai Thu Huyền cũng rất là muốn nhờ bác sĩ Alex có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái lời dặn dò gì cho khán giả của Đề Phương Giới Hạn được không ạ? Bây giờ mình phải sống một cách là thông minh và mình hiểu được những cái vấn đề mình đang gặp phải, cũng làm như thế nào là mình detox cũng như là mình balance để mà mình khỏe mạnh và lúc nào mình cũng có một cái cuộc sống tươi vui cũng như là trẻ đẹp viên mãn. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Alex, chị Valencia cũng như là chị Karen rất là nhiều đã mang đến cho khán giả của chương trình Đẹp Không Giới Hạn ngày hôm nay rất nhiều những cái thông tin bổ ích. Xét nghiệm DNA giải mã gen để hiểu rõ hơn về cơ thể, những tiên đoán về nguy cơ mắc các loại bệnh có thể gặp phải trong tương lai được thực hiện bằng phương pháp nào? A. Xét nghiệm máu. B. Xét nghiệm nước tiểu. C. Xét nghiệm nước bọt. Bạn nào có câu trả lời đúng, nhanh và dự đoán số người trả lời giống mình chính xác nhất sẽ có cơ hội nhận được một hộp cà phê xanh kháng mỡ đến từ công ty Thiên Nhiên Việt. Để tham gia chương trình, bạn hãy truy cập vào trang web www.facebook.com/tincommediacorp và bình luận câu trả lời ngay dưới clip phát sóng của mỗi tập theo cú pháp như sau: DKGH khoảng cách X khoảng cách Y, trong đó X là câu trả lời của bạn, Y là số người có cùng câu trả lời giống bạn.
Chia Beauty Wellness Show là hệ thống thẩm mỹ viện 5 sao đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, tiên phong ứng dụng các công nghệ trẻ hóa toàn diện trên thế giới, đáp ứng trọn vẹn mục tiêu da sáng, dáng xinh, tỏa sáng rạng rỡ từ bên trong, trải qua chặng đường hơn 5 năm hình thành và phát triển. Chia Beauty Wellness Show lấy sứ mệnh kiến tạo nên một xã hội xinh đẹp, thịnh vượng và hạnh phúc thông qua việc cung cấp các giải pháp toàn diện về làm đẹp và phòng chống lão hóa, cân bằng sức khỏe và tâm lý bằng các công nghệ tiên tiến bậc nhất trên thế giới từ đội ngũ chuyên gia quốc tế hàng đầu. Liên tục trong năm 2019, Tia Beauty Wellness Show đã đưa ra hàng loạt các giải pháp thẩm mỹ không xâm lấn và phòng chống lão hóa đẳng cấp, mang lại hiệu quả trông thấy tức thì, tạo ra cơn sốt chưa từng có trong ngành thẩm mỹ. Tia Beauty Wellness Show được sáng lập và điều hành bởi nữ doanh nhân, á hậu, CEO Valencia Trần và cũng là giám khảo lừng danh của chương trình Next Top Model, Adam Williams. Tiêu chí và tầm nhìn của Tia trong năm 2020 đó là luôn luôn đồng hành cùng với lại các cái hoạt động để xây dựng cộng đồng và tạo nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người biết chăm sóc, biết yêu thương bản thân và quay về cân bằng lại thân tâm trí cũng như là xây dựng cộng đồng, kết nối và yêu thương. Thì lúc đó chúng ta sẽ tự tin làm đẹp, đẹp là đẹp từ bên trong ra tới bên ngoài. Kết hợp với lại tất cả những cái mà phát minh và sản phẩm khoa học, công nghệ mới nhất, tân tiến nhất của các nhà khoa học. Đó là như là tế bào gốc hoặc là test DNA đến liệu trình chăm sóc làm giảm cân mà cân bằng hormone nội tiết tố và mọc tóc nè, cũng như mất ngủ hoặc là trầm cảm và đau nhức xương khớp thì chúng ta đều có những cái giải pháp để mà chống lão hóa ngay và luôn. Các khách hàng mà sử dụng các dịch vụ Tia không phải là để chữa bệnh mà nó là trẻ hóa và nó đảo ngược lại cái cơ chế sinh học trong bản thân mình. Và sắp tới đây là có thể con người sống rất thọ nhưng mà sống thọ không có già nua, lão hóa bị nhăn nheo chảy sọ mà trong sống lúc nào cũng là hừng hực cái tuổi đôi mươi hết. Đẹp trẻ từ trong ra ngoài và ở Tia chúng ta đều có tất cả những cái liệu trình cũng như là phương pháp chăm sóc để cho các bạn đẹp. Đẹp là đẹp từ dáng vóc, đẹp từ sức khỏe, ruột, gan và tim, mạch cũng như là tóc, mắt, cũng thị giác, thính giác chúng ta đều là trẻ, tươi rói hết từ bên trong ra bên ngoài. Cũng như là kết hợp với lại những cái liệu trình về diện mạo như là laser, trị nám, trị mụn, trị thay lại cái làn da mới sinh học, lúc nào da cũng mướt mà không bị chảy xệ, không bị nọng cầm hoặc là không bị những cái nếp nhăn trên khuôn mặt của mình. Chúng ta ai cũng muốn có một cái diện mạo lúc nào cũng tươi trẻ và nó giúp cho chúng ta cái năng lượng nó được may mắn, nó được vui tươi. Khi các bạn nhìn vào một người đẹp, các bạn tạo được cái cảm giác cảm hứng rất là thích thú đúng không? Thì chúng ta ai cũng có điều kiện cũng như là có thể để mà biến mình thành một cái người xinh đẹp và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy hết trong một cơ thể cường tráng và dẻo dai. Một trong những thế mạnh của Tia là đội ngũ chuyên gia thẩm mỹ với bằng cấp quốc tế, giàu chuyên môn và kinh nghiệm, cùng tập thể nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình và trách nhiệm với hàng loạt chứng nhận và giải thưởng. Tia Beauty Wellness Show đã được xướng tên trong top 5 phòng khám và bệnh viện thẩm mỹ tốt nhất thế giới, được chứng nhận bởi tổ chức xếp hạng và đánh giá các phòng khám và bệnh viện toàn cầu. Đặc biệt, Tia Beauty Wellness Show hiện đang nằm trong đề cử Best Skincare Clinic do tổ chức truyền thông APAC bình chọn. Xin hân hoan chào đón quý vị khán giả đến với chuyên mục Gian hàng khỏe đẹp. Thưa quý vị, không biết quý vị như thế nào, nhưng riêng với Yên Đan thì mỗi một dịp ra đường, mỗi một thời điểm, mỗi một đối tượng mình gặp gỡ, Yên Đan đều suy nghĩ và chọn cho mình một màu son khác nhau để phù hợp với hoàn cảnh, khiến cho bản thân trở nên tươi tắn và xinh đẹp hết mức có thể. Yên Đan tin rằng sẽ có rất nhiều chị em phụ nữ có tâm lý và suy nghĩ giống mình. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng son của chị em phụ nữ, đã có rất nhiều thương hiệu ra đời để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp này. Và hôm nay, Yên Đan hân hạnh giới thiệu với quý vị một dòng son đến từ thương hiệu Jelly.
Son Jelly là dòng son cao cấp được đông đảo chị em yêu quý, có nguồn gốc nguyên liệu từ Hàn Quốc. Và điểm đặc biệt của Son Jelly khác với những dòng son khác trên thị trường đó chính là chiết xuất tinh dầu trầm hương. Trầm hương thì bỏ vào mỹ phẩm nghe có vẻ rất là lạ lẫm, tuy nhiên đây chính là điểm sáng của Son Jelly. Tinh dầu trầm hương được chiết xuất từ trầm hương nguyên chất của cây gió bầu bằng phương pháp chưng cất hơi nước hoặc ép dầu. Tinh dầu trầm là chất lỏng sánh, nhớt, dẻo, màu vàng hoặc màu hổ phách. Nó đem lại mùi thơm ấm, dễ chịu đặc trưng của gỗ trầm hương, giúp giải tỏa căng thẳng nhanh chóng. Son Jelly là một trong những dòng son đầu tiên được kết hợp với tinh dầu trầm hương. Ngoài tác dụng giúp màu môi tươi tắn, còn dưỡng môi, đặc biệt mùi hương thoang thoảng mang đến cảm giác dễ chịu, giảm căng thẳng, mệt mỏi. Ngoài điểm sáng là tinh dầu trầm hương, thì Son Jelly được sản xuất từ những nguyên liệu có nguồn gốc từ Hàn Quốc, đảm bảo chất lượng tốt cho người sử dụng. Tinh dầu trầm hương khi thoa lên môi sẽ có mùi hương thoang thoảng, dễ chịu, xua tan căng thẳng mệt mỏi, đồng thời dưỡng môi căng, mềm và mượt hơn. Chưa dừng lại ở đó, để phục vụ nhu cầu, thị hiếu và sở thích làm đẹp của chị em phụ nữ, Son Jelly đã cho ra đời hai dòng son với hai kết cấu khác nhau. Với son lì thì các bạn yên tâm, màu son sẽ lên môi cực kỳ chuẩn, đặc biệt là màu son không bị ảnh hưởng bởi màu môi. Chưa hết, khả năng bám màu cực kỳ tốt, từ 4 đến 8 tiếng đồng hồ, nàng có thể ăn uống thoải mái mà đôi môi vẫn tươi tắn như lúc mới đánh son. Còn đối với những thỏi son kem, son sẽ có dạng lỏng. Cách sử dụng đúng là dùng cây chổi cọ để thoa màu son lên trên môi. Khi thoa từ 1 đến 2 phút đầu, môi sẽ có cảm giác ướt, sau đó màu son sẽ nhanh chóng cố định lại trên môi. Yên đang có một mẹo cho quý vị, đó chính là hãy phủ một lớp phấn hoặc kem nền lên trên môi trước khi đánh son kem để có một màu son hoàn hảo nhất có thể. Và vì son có kết cấu là dạng lỏng cho nên những dưỡng chất ở trong son sẽ nhiều hơn là son lì, cho nên các bạn luôn yên tâm rằng môi chúng ta luôn căng mọng và đủ ẩm nha. Với phụ nữ, một trang phục đẹp, một vẻ ngoài chỉnh chu chỉ có thể hoàn thiện nếu chọn đúng màu son. Thế nên với dòng son Jelly gồm 7 màu son bao gồm đỏ cam, hồng nude, đỏ đất, đỏ tím, cam đất, hồng cánh sen, được đánh mã số từ 1 đến 7 sẽ thỏa mãn mọi phong cách của khách hàng nữ, từ sang trọng quyền lực đến phong cách trong sáng đáng yêu cho các bạn nữ trẻ tuổi, hoặc tự nhiên thanh lịch cho các bạn nữ làm văn phòng. Một thỏi son tốt sẽ đem đến cho chúng ta một diện mạo hoàn hảo. Vậy các bạn chân chưa gì nữa, không mau nhấc máy gọi đến hotline 090-2323-305 hoặc liên hệ trên fanpage Gian hàng khỏe đẹp để nhanh chóng sở hữu cho mình một thỏi son Jelly nhé. Khi mua sản phẩm Son Jelly tại Gian hàng khỏe đẹp, quý vị khán giả sẽ được rất nhiều ưu đãi. Hiện giá thị trường của một sản phẩm là 500.000 đồng. Nhưng nếu mua qua hotline 090-2323-305 hoặc fanpage Gian hàng khỏe đẹp sẽ nhận được giá khuyến mãi hấp dẫn là 300.000 đồng cho một sản phẩm son thỏi và 250.000 đồng cho sản phẩm son kem. Khi mua hai sản phẩm son thỏi sẽ được tặng kèm một sản phẩm son kem. Đặc biệt hơn cả, khi quý vị mua bộ sản phẩm son thỏi Jelly 7 sắc cầu vồng sẽ được tặng một bộ sản phẩm son kem Jelly 7 màu khác nhau để chị em có thể thoải mái thay đổi theo ý thích của mình. Thật tuyệt vời đúng không nào? Với tiêu chí mỗi tuần một sản phẩm khỏe đẹp, Gian hàng khỏe đẹp xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Một chủ đề đó chính là tăng cân và tăng cơ đúng cách. Trong tập tiếp theo, chương trình Đẹp Không Giới Hạn sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề vô cùng bổ ích về sức khỏe, đó chính là làm sao để tăng cân, tăng cơ đúng cách. Chương trình hân hạnh chào đón hai khách mời, người mẫu Lâm Quách và người mẫu Ngô Ngọc Huệ. Rất mong quý vị khán giả chú ý đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn có biết vì sao mình luôn giữ được vóc dáng thon gọn để tỏa sáng? Là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cao gừng chiết xuất từ gừng tươi giúp đốt cháy và đánh bay các mô mỡ thừa, cho vùng eo, đùi, cánh tay luôn săn chắc và ngăn tăng cân trở lại, cho mình luôn tự tin khoe dáng. Cao gừng thon gọn từng cm.